Hi, hello, xin chào các bạn. Các bạn lại quay lại học tiếng Anh cùng Lộc nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến bài số 12 rồi. Tuy nhiên thì vẫn nằm trong những cái loạt bài đầu tiên mà thôi. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách chào hỏi hàng ngày. Thì trong cái việc chào hỏi hàng ngày thì chúng ta quen với từ bye hoặc là từ goodbye. Thì những cái từ đó thì nó dễ rồi, đúng không? Từ đó rất là dễ rồi. Từ goodbye và bye rất là dễ, nhưng mà chúng ta sẽ học thêm một số các câu hay hơn để chúng ta chào cho nó thoải mái hơn cho những người mới bắt đầu tiếng Anh chúng ta nhé. Thì chúng ta sẽ học câu thì chúng ta sẽ có một số các từ mới sau đây. Các bạn hãy lấy bút vở và ghi chép nhá. Lộc sẽ giải thích từng từ một. Từ thứ nhất trong bài số 12 này, các bạn sẽ nhìn thấy từ good. Good, có thể các bạn đã học từ này rồi. Good là một tính từ nói về hay hay là tốt hay là giỏi. Good. Tiếp theo là từ afternoon. Af là âm a dài. Afternoon là buổi chiều. Nhá. Tiếp theo là từ night là đêm, là buổi đêm ấy. Tức là đêm. Buổi chiều thì là tức là từ 1 giờ cho đến 6 giờ chiều, đúng không? Buổi đêm thì có lẽ là 9-10 giờ đêm cho đến sáng hôm sau. Đó. Tiếp theo là sẽ có nice, là cái từ thú vị, dễ chịu. Cái từ này các bạn đã học từ buổi trước rồi. Cái từ nice này là từ đẹp. Nó có nghĩa là đẹp, thú vị hoặc là dễ chịu. Thì cái từ này đọc giống như là cái từ nice buổi đêm, ban đêm. Từ nice thì là kia là nice. Phát âm cuối cùng của nó là night, đúng không? Night. Còn cái từ này là nice, đúng không? Các bạn nhớ phân biệt nhé. Mình để đặt ở đây cho các bạn phân biệt thôi. Chứ mình biết là các bạn đã học cái từ night này rồi. Thì ở đây nó sẽ có từ night là đêm và nice là đẹp, thú vị, dễ chịu. Đó. Tiếp theo ta có từ evening. Evening là buổi tối, tức là từ 6 giờ cho đến khoảng 9-10 giờ tối là buổi tối. Còn từ 10 giờ tối cho đến sáng sau là đêm, đúng không? Ta đã có buổi chiều, buổi đêm, buổi tối, buổi chiều, buổi tối, buổi đêm. Rồi ta sẽ có tiếp theo là từ morning. Morning là buổi sáng. Morning là buổi sáng nhé. Buổi sáng chúng ta thức dậy gọi là morning. Cái này là dễ rồi, mình tin là các bạn đã học. Tiếp theo là có từ bye, tạm biệt. Bye là tạm biệt. Tiếp theo là có từ have. Từ have là có. Have ở đây là một động từ là có, nhưng mà từ have này nó dùng trong rất nhiều các chức năng, rất nhiều công việc khác nhau, cho nên là nó thường hay biến đổi nghĩa, và khi nó đi với các chức năng và các công việc khác nhau thì nghĩa nó sẽ thay đổi. Các bạn nhớ là cái từ have này với cái nghĩa động từ hay dùng nhất là có. Còn sau này các bạn học các cấu trúc khác của nó, các bạn phải nhớ nghĩa của nó nhé. Tiếp theo là ta sẽ có từ sorry, xin lỗi, sorry. Chúng ta nhớ trọng âm là âm đầu tiên nhé, sorry. Từ này chúng ta phải nói rất nhiều trong cuộc đời của mình, đó là xin lỗi, bởi vì chúng ta rất dễ phạm lỗi trong cuộc sống mà, đúng không? Sorry, phải nhanh ngay lập tức, sorry nhé. Thì đó là xin lỗi. Đôi khi thì nó mang cái nghĩa là hối tiếc, hay là buồn, hay là cái sự cảm thông của bạn với một cái người khác, hoặc là bạn đã làm ra một cái việc gì đó có lỗi, nhưng mà nó mang tính chất cảm thông với người khác, thì các bạn sẽ vẫn dùng từ sorry này là mang tính chất hối tiếc, cảm thông với người khác. Tiếp theo là có từ journey. Journey là một chuyến đi hay là một hành trình. Journey ơ dài nha. Nhớ bạn nhớ dung nữa nha. Journey. Tiếp theo là từ day. Day là ngày. Từ này dễ đúng không? Day là ngày. Tiếp theo là thank you. Thank you là cảm ơn. Là một cái từ các bạn quá quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc các từ này nhé. Đầu tiên là good, afternoon, night, nice, evening, evening. Các bạn nhớ trọng âm là âm đầu tiên nhé. Evening, morning, bye, have. Từ này là âm e bẹt đúng không? Have. Và cái âm v này người ta phát âm gió đúng không? Have. Tiếp theo là sorry, journey, trọng âm thứ nhất này, journey, rất mạnh đúng không? A, day, cuối cùng là
Thank you. Ở đây các bạn có nhìn thấy hai bức ảnh không? Bức ảnh thứ nhất là cái bức ảnh này có cụm từ là how to have a good day. Từ how là như thế nào, là từ để hỏi how là như thế nào. Các bạn đã học trong các bài trước rồi đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là how to have a good day là làm thế nào để có được một ngày tốt lành. Thì cái từ have ở đây với mang nghĩa sẽ là có, a good day đúng không? Làm sao để có được một ngày tốt lành. Đây là một cuốn sách của một tác giả viết, hình như là ông ấy là Steve Wilson, chính là tác giả của cuốn này, How to Have a Good Day. Làm sao hay là làm như thế nào để có được một ngày tốt lành. Tiếp theo là các bạn nhìn thấy từ I'm sorry. Thường thì chúng ta không bao giờ nói là sorry không. Sorry thì chúng ta nói như vậy nó cũng có nghĩa là xin lỗi, nhưng mà nói I'm sorry hay là I am sorry thì nó sẽ lịch sự hơn là các bạn chỉ nói từ sorry không mà thôi. Các bạn nhớ nhá, sorry hay là sorry nhưng mà I'm sorry nó sẽ thành ý hơn, thành khẩn hơn. Cái từ I'm sorry nó mang tính chất xin lỗi, nó mang cái tính chất thành thật hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cụm từ, các bạn nhớ luyện đọc nhé, các bạn dừng lại video và luyện đọc lại các từ mới này nhé. Bây giờ Lộc sẽ đi nhanh sang một cái nữa, đó là chúng ta sẽ có một cái cụm từ goodbye. Thực ra chúng ta sẽ có từ bye là từ tạm biệt, từ bye là từ tạm biệt, và các bạn biết cái từ bye này là bye, hoặc là chúng ta sẽ lặp lại hai lần là bye bye đúng không? Bye nó mang cái tính chất Việt Nam rồi. Nhưng còn từ goodbye và bye thì khác nhau ở chỗ nào? Thực ra goodbye và bye giống hệt nhau, nhưng mà cái từ goodbye nó lịch sự hơn từ bye. Chúng ta chỉ nói từ bye hoặc là bye bye thì nó mang chất nhí nhảnh, nó kém sự trang trọng, nó kém trang nhã, kém lịch sự hơn là từ goodbye. Từ goodbye nó mang tính chất là trang trọng. Goodbye nó giống như là hello, nó giống như là hello thì sẽ lịch sự hơn là hi. Hello sẽ trang trọng hơn là hi. Cũng giống như I am sorry hoặc là I'm sorry sẽ trang trọng hơn sorry. Các bạn nhớ cho Lộc nhá. Hello lịch sự hơn hi. I'm sorry lịch sự hơn sorry. Và goodbye lịch sự hơn bye. Goodbye lịch sự hơn bye hoặc là bye bye nhá. Nhớ như vậy. Thì thường là cái từ thường là bye chúng ta chỉ chào bạn thôi, nhưng mà chào người lớn tuổi hơn ta sẽ chào goodbye. Ví dụ như vậy, giống như hello ta sẽ chào người lớn tuổi hơn, còn hi chúng ta chào bạn mà thôi. Thì đấy là các bạn nhớ cho mình nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái cụm từ sau là những từ ghép. Thì các bạn biết là từ good là tốt hay là giỏi đúng không? Thì good mà ghép với afternoon là buổi chiều đúng không? Afternoon là buổi chiều thì có nghĩa là good afternoon, sẽ đọc là good afternoon thì cái cụm từ này nó sẽ trở thành là chào buổi chiều, và chúng ta sẽ đọc nối âm nhá. Các bạn nhớ là các bạn đọc nối âm nhá, là này nào good up nhá, nối good afternoon nhá, đọc như vậy. Good afternoon nó sẽ rất là lịch sự, tức là chào buổi chiều. Chúng ta không hi nữa nhá, chúng ta sẽ không hi, không hello nữa, mà ta sẽ good afternoon đúng không? Nó sẽ có cái câu chào khác thay cho câu hi hello. Thực ra từ hi hello đấy nó mang tính chất là lần đầu tiên, lâu rồi không gặp, mà trong một quãng thời gian lâu rồi, hoặc là lần đầu tiên các bạn chào nhau thì các bạn chào là hi hello đúng không? Nhưng mà ví dụ như buổi sáng gặp nhau, sau buổi chiều lại gặp nhau mà lại chào hello hoặc là hi nữa thì nó sẽ không hay đúng không? Thì các bạn nhớ chào, ví dụ buổi sáng gặp nhau các bạn sẽ chào good morning. Morning là buổi sáng đúng không? Morning là buổi sáng thì các bạn chào good morning nhá. Good morning. Thì buổi chiều các bạn sẽ chào good afternoon. Ví dụ ngày hôm qua các bạn đã gặp nhau, ngày hôm nay lại gặp nhau thì các bạn sẽ không chào hello nữa. Nhưng mà sáng nay các bạn gặp nhau thì các bạn sẽ chào là good morning. Ở đây có một cái ảnh màu vàng này, các bạn nhìn thấy không? Ảnh màu vàng này có chữ good morning ấy, đúng không? Good morning là cái sự tái diễn lặp lại, và các bây giờ các bạn đang gặp lại nhau và các bạn lại chào hello hi thì nó mang tính chất xa cách quá đúng không? Thì từ good morning nó sẽ xích gần hơn nhau hơn. Sau đó thì buổi chiều gặp nhau thì sẽ là good afternoon, good morning là buổi sáng, good afternoon là buổi chiều. Các bạn nhớ là
Good afternoon, buổi chiều. Buổi chiều là từ mấy giờ? Từ 1 giờ đến 6 giờ chiều hoặc là 5 giờ chiều. Đấy. Thì là good afternoon nhá. Và good morning là buổi sáng, là từ 6 giờ sáng cho đến khoảng 10 giờ sáng. Đấy, khoảng 10 giờ sáng, 11 giờ sáng. Gọi là good morning, good morning. Tiếp theo là chào buổi tối. Chào buổi tối nó sẽ là good evening. Good evening. Good evening là buổi tối các bạn nhá, các bạn nhớ cho mình. Buổi tối là từ mấy giờ? Buổi tối là từ 7 giờ tối cho đến 9 hoặc 10 giờ tối, đúng không? Thì đó các bạn sẽ chào là good evening. Good evening. Good evening. Thì cái từ good evening này các bạn cũng sẽ nối âm. Thì các bạn sẽ good đi, good đi nhé. Good đi evening. Good đi evening. Đấy. Good đi evening. Trọng âm là âm y, đúng không? Nối âm vào thì vẫn là trọng âm là âm. Evening vẫn nối âm là good đi evening nhá. Good đi evening. Nối âm nhé. Thì các bạn nhớ đấy, chào đúng với cái thời gian. Các bạn nhớ này, 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì các bạn chào good morning. Good evening. Thì có một số người sẽ nói là chào buổi trưa thì chào kiểu gì? Chào buổi trưa từ 10 giờ đến 1 giờ trưa thì sẽ chào kiểu gì? Các bạn có thể là chào good day. Các bạn có thể chào good day nhá. Các bạn nhớ. Từ good day đấy thì nó mang cái tính chất là chào cả một ngày luôn, chào cả một ngày là good day là chào cả một ngày. Nhưng mà cái từ chào buổi trưa thì dường như là họ sẽ dùng cái từ good morning để chào luôn cho chào buổi trưa. Nhưng mà nếu mà đến giờ trưa, 1 giờ trưa rồi mà 1 giờ trưa thì các bạn có thể chào evening được rồi. Chào evening được rồi. Nhưng 12 giờ trưa mà chào good morning thì có trễ, có muộn, có không. Vì đối với người Tây thì nó cũng không quá muộn lắm đâu. Nhưng mà thường thì các bạn đã làm việc với nhau đến trưa rồi thì còn chào nhau mấy khi, đúng không? Thì cho nên là nếu mà chào mà gặp chào nếu mà gặp buổi trưa thì thường là sẽ bị chào là hello hoặc là hi rồi, bởi vì đấy nó mới là lần đầu tiên gặp nhau. Còn thì các bạn sẽ có từ good noon. Noon là buổi trưa. Sau từ trưa sẽ là chiều. After, các bạn biết after là gì không? After là sau. After là sau. After là sau. Nên afternoon có nghĩa là sau buổi trưa, tức là buổi chiều. Afternoon là sau buổi chiều, chiều. Nhưng mà người ta ít khi người ta chào good noon lắm các bạn. Người Tây thật ít khi chào good noon lắm. Thì thường là buổi trưa là một cái buổi gì đó. Người ta phải thường là gặp làm trong cái làm việc, trong cái công việc của người Tây thì họ ít khi chào good noon, bởi vì là ít khi gặp nhau buổi trưa. Mình đoán là như vậy. Còn thường thì họ sẽ chào good day nếu mà vào buổi trưa. Còn good noon thì trường hợp này thì ít, nhưng mà có thể chào được. Nhưng mà Lộc tin rằng có thể là người ta sẽ chào hello hoặc hai nữa để thay thế. Ví dụ tùy vào bối cảnh, ví dụ lần đầu tiên gặp nhau thì hello hoặc hai đúng rồi. Buổi sáng thì là good morning, buổi trưa sẽ là good noon này, buổi chiều sẽ là afternoon, buổi tối sẽ là evening, good evening, và buổi đêm sẽ là good night. Good night mang nghĩa là đi ngủ, chào là chúc ngủ ngon đấy, các bạn nhớ. Là chúc ngủ ngon, good night thường là mang tính chất là chúc ngủ ngon hơn là chào. Good night là mang chất chúc ngủ ngon. Nhưng bạn nhớ đấy, good noon thì ít dùng. Và good night là chúc ngủ ngon, các bạn nhớ nhé. Good noon ít dùng, good night là chúc ngủ ngon. Thì rất là dễ để các bạn học thuộc thôi. Và mình tin là các bạn đã học cái này từ lúc còn bé rồi. Có thể là các bạn nào chưa được học thì ghi chép lại nhé. Mình nghĩ là mình đã nói như vậy là rất là nhiều lần rồi. Các bạn cố gắng tua lại video để chép nhé. Thì nó rất là dễ thôi. Mình tin là các bạn có thể học được. Có sáng, trưa, chiều, tối thôi, đúng không? Chào cả ngày thì là good day, đúng không? Chào buổi trưa thì ít dùng đó. Còn nếu mà chào buổi đêm thì là thành chúc ngủ ngon, là good night. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Và cuối cùng một cái phần quan trọng đó là từ have, từ have nó sẽ có từ have và of. Đấy, nó sẽ of là một mạo từ mang tính chất là một, đúng không? Các bạn nhớ rồi. Nó không xác định và nó chỉ đại diện cho một mạo từ thôi, luôn luôn phải có mạo từ để xác định cái số lượng. Đấy, để định hướng số lượng thì ở đây sẽ có là từ have luôn luôn đi với từ of để mang tính chất là lời chào và lời chúc. Từ have ở đây sẽ không dịch là có nữa, sẽ không dịch là có. Nếu mà dịch là có thì have a nice day sẽ dịch là have a nice day, hoặc là have a nice day thì sẽ dịch là có một ngày tốt lành. Như vậy sẽ không hay, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ dịch từ have a hoặc là have a này, đó, nối âm đấy. Nối âm thì là have a, đúng không? Thì dịch là hai từ này ghép vào sẽ dịch là chúc luôn. Như là nice day là tốt lành, chúc ngày tốt lành, chúc ngày tốt lành. Ta có từ journey, journey là chuyến đi, đúng không? Từ good là tốt, chuyến đi tốt lành thì có nghĩa là chúc chuyến đi tốt lành.
đó các bạn nhé. Have a good journey, have a good journey, have a nice day, have a nice day, have a good journey. Đấy các bạn nhớ nhá. Cái cụm từ have này sẽ làm cái cấu trúc để tạo ra lời chào và lời chúc, tạo ra lời chào và lời chúc bằng cấu trúc have. Have a. Thì các bạn sẽ gặp lại cái cấu trúc này rất nhiều trong tất cả các câu chào. Các bạn có thể tra trên Google có rất nhiều câu chào have chào một ngày mới tốt lành, hoặc là chào tạm biệt, chúc bạn có một chuyến đi tốt lành, đúng không? Have a good day, have a nice day, have a good journey, have a good evening, have a good afternoon, have a good night. Đấy. Nhưng mà chào nhanh thì sẽ bỏ cái have đi. Đấy. Các bạn nhớ như vậy. Have là chúc chào. Đấy. Thì have a nice day nó mang tính chất là cầu chúc nguyện. Đấy, mang tính chất như vậy nó mang lịch sự hơn, các bạn nhớ. Ghi vào nhá. Have dịch là chúc, là chào, là cầu chúc. Đấy. Là nguyện cho, mong cho bạn được như vậy. Các bạn nhớ như vậy nhá. Các bạn nhớ chưa? Câu chào ngắn và câu chào dài nhá. Câu chào dài sẽ dùng have. Đó, sau này sẽ có những câu khác và sẽ ôn lại nhá. Thì đấy là cái phần chào, coi như là cách chào hỏi hàng ngày, thì bây giờ sẽ kết thúc ở đây. Thì các bạn sẽ nhớ cấu trúc have và các từ sáng, trưa, chiều, tối nhá. Được chưa? Buổi trưa thì ít dùng, và buổi tối sẽ buổi đêm sẽ thành là chúc ngủ ngon nhá. Các bạn nhớ như vậy. Ghi chép cẩn thận nhá. Và tiếp theo ta sẽ có một cái từ cuối cùng, một cấu trúc cuối cùng các bạn phải học, phải ghi chép nhá, phải cầm bút lên và nghe những lời đọc nói này. Từ ở đây có nghĩa là what is it? This là chủ ngữ giả, chúng ta đã học rồi, chúng ta đã làm quen rồi, đúng không? Là đây, 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 đúng không? This is, this is, this is Nam, đúng không? Đây là Nam, ví dụ vậy. This is the book, đây là một cuốn sách, đúng không? Thì chúng ta đã học và giới thiệu về cái từ this này rồi, đó là một cái chủ ngữ giả, đó, một cái chủ ngữ giả, mà nhất là đây, 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 đây. Thì từ what is it, what is it thì nó sẽ có nghĩa là đây là cái gì, what là cái gì, đúng không? Đây là cái gì, hoặc là nó là cái gì. Thì what is this là đây là cái gì, hay là nó là cái gì nhá. Thì ví dụ như các bạn không biết cái này là cái gì, các bạn có biết là cái này là cái gì không? Các bạn biết là cái này là cái gì không? Chỉ những bạn nào chơi đàn guitar biết là cái này là cái gì thôi. Đó. Nếu các bạn không biết là cái gì, các bạn sẽ hỏi làm sao? Và là what is this, các bạn chỉ vào nó, what is it, hoặc cầm nó trên tay. Đây là cái gì, đúng không? What is this, what is this, what is this. Thì các bạn sẽ hỏi nó đây là cái gì. Thì người ta sẽ trả lời cho bạn nó là cái gì, đúng không? Và có một câu nữa rất là hay hơn, đó là what is this in English. Các bạn sẽ thêm một cái đuôi nữa là in English. In English, English là tiếng Anh, đúng không? Tức là trong tiếng Anh nó là cái gì. Câu này sẽ dịch là trong tiếng Anh nó là cái gì, hoặc là nó là gì trong tiếng Anh. In English, in English là trong tiếng Anh nó là cái gì, hoặc nó là gì trong tiếng Anh. Thì what is this và what is it in English nó gần như giống nhau. Nếu như các bạn dùng cái hai câu này trong tiếng Anh thì hai câu này mang nghĩa gần như giống nhau. Ví dụ như bạn hỏi tôi cái này là cái gì, đúng không? Thì tôi trả lời, ví dụ tôi trả lời cái này là cái kẹp đàn. Cái này là cái kẹp đàn, đúng không? Thì trong tiếng Anh, nếu như bạn hỏi cái câu này bằng tiếng Anh là what is this in English? Tức là this is a couple. The couple các bạn. Khi các bạn gọi hỏi cái này what is it? Bạn chỉ vào đây hỏi là what is it? Nó sẽ trả lời this is a couple. This is a couple. Đúng không? Thì nó trả lời có nghĩa gì mà nó là cái capu, đúng không? Nó là cái capu. This is a capu. This is a capu. Thì nếu như các bạn hỏi là what is this in English thì người ta vẫn trả lời y hệt như vậy. This is a capu. In English. Đấy. In English. This is a capu. Hoặc là this is a capu in English. Thì câu trả lời nó gần như giống nhau. Các bạn hiểu chưa? What is this? Nó là cái gì? Hoặc là what is this in English? Thì nó là gì trong tiếng Anh? Và cái khi bạn hỏi như vậy là bạn sẽ hiểu được ngay. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn, các bạn sẽ chép cái câu này vào, mang nghĩa là what is this in English và what is this? What is this và what is it in English? Khi bạn không biết một cái gì đó, các bạn sẽ hỏi người ta trong tiếng Anh nó là cái gì? Để học các từ mới, để học cái tiếng Anh mới. Để học được các vật thể từ mới trong tiếng Anh nó là cái gì thì các bạn sẽ hỏi what is it hoặc what is it in English nhá. Các bạn chép vào, ghi vào nhá, rất là dễ, và học thuộc hai câu này luôn, what is it in English, học thuộc và học thuộc nghĩa nó luôn.
nhá, để các bạn đi hỏi người Tây, hỏi người nước ngoài những cái từ mới mà các bạn không biết. Những cái ví dụ các bạn sang nước ngoài các bạn nhìn thấy một cái gì đó lạ lạ các bạn chưa nhìn thấy bao giờ thì các bạn sẽ phải hỏi người ta cái câu này, đúng không? Đó, thì tất cả những cái gì đó bài 12 nó là như vậy. Các bạn nhớ học thuộc what is it, what is it in English, nhớ học thuộc buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, morning, noon, afternoon, evening, night, cả ngày thì là days, chào night tức là chúc ngủ ngon mất rồi, đúng không? Còn buổi chào, buổi trưa là good noon, ít khi chào lắm. Và các bạn nhớ là cấu trúc cầu chúc này, các bạn nhớ là cấu trúc have sẽ trở thành một câu chào, câu chúc, câu cầu chúc cho người ta có được ngày tốt lành, hay là có được chuyến đi tốt, hay là có được một chương trình hay, ví dụ vậy. Thì have đó, các bạn nhớ như vậy. Thì đó là tất cả những gì mà bài 12 này dành cho các bạn. Các bạn Lộc tin là các bạn có thể hiểu được, và Lộc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của Lộc.